Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 21 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026 và kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân phường sau đỏ sắp tới, sáng ngày 28 tháng 11 tại nhà văn hóa khu dân cư Hương Đạo, Tổ số 1, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố gồm bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, ủy viên ban thường vụ thành ủy, bí thư Đảng ủy phường Sao Đỏ và thượng tá Nguyễn Quốc Khánh, chính trị viên ban chỉ huy quân sự thành phố, cùng đại biểu Hội đồng nhân dân phường Sao Đỏ có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri phường Sao Đỏ. Công dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc phường Sao Đỏ. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân phường Sao Đỏ báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2024 trên địa bàn thành phố và phường Sao Đỏ, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân thành phố diễn ra tới đây trên tinh thần thẳng thắn cởi mở, có 10 ý kiến của cử tri phường Sao Đỏ tập trung vào các vấn đề đất đai, giao thông, môi trường, điện chiếu sáng, thiết chế văn hóa và tôn giáo. Cụ thể, cử tri khu dân cư Trần Hưng Đạo đề nghị phường quan tâm hỗ trợ kinh phí sớm nâng cấp tuyến đường thống nhất phục vụ việc đi lại thuận lợi cho bà con nhân dân trên địa bàn. Thành phố và phường quan tâm có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân ổn định cuộc sống cử tri khu dân cư Hùng Vương, Thái Học 3 đề xuất các cấp chính quyền có chế tài xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng đường về hè họp chợ, khu ngã tư chạy rổ, đoạn gần trước cổng trường tiểu học sau đỏ nhằm ngăn ngừa tai nạn giao thông cho học sinh và người dân trên địa bàn khi lưu thông qua đây. Cử tri khu dân cư Thái Học 2, Thái Học 3 mong muốn thành phố sớm hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa khu vì hiện nay diện tích các nhà văn hóa của các khu sử dụng quá chật hẹp không đáp ứng được việc hội họp sinh hoạt văn hóa cộng đồng khu dân cư. Phật tử và nhà chùa Bụt Dậm đề nghị phường quan tâm xử lý tình trạng một số hộ dân xung quanh vi phạm lấn chiếm đất chùa, xây dựng công trình phụ làm ảnh hưởng cảnh quan môi trường nơi tâm linh, tín ngưỡng văn hóa của người dân địa phương. Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường và công chức chuyên môn phường đã trả lời giải trình một số ý kiến của cử tri trong phạm vi thay mặt tổ số 1 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, trân trọng gửi lời cảm ơn tới các cử tri phường sau đỏ đã quan tâm gửi gắm nguyện vọng, ý kiến đề xuất tới tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và phường sau đỏ. Đồng thời hứa sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 21 Hội đồng Nhân dân thành phố tới đây xem xét, giải quyết và trả lời trong thời gian sớm nhất.